Mới đây, Elon Musk đã chính thức lên tiếng về ngôi sao mạng xã hội đến từ Trung Quốc có diện mạo giống y hệt mình. Elon Musk cho biết ông muốn gặp người đàn ông này nếu anh ta thực sự tồn tại. Rất khó để biết gương mặt một người khi xuất hiện trên mạng có bị can thiệp bởi các hiệu ứng và thủ thuật hay không. Ngay sau khi Elon Musk lên tiếng, tài khoản Elon Ma cũng có lời hồi đáp. Tôi ở đây, tôi cũng muốn gặp anh, tôi yêu mến anh là thần tượng của tôi. Không ai biết Elon Ma thực sự là ai, chỉ biết rằng người đàn ông này sống tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Elon Ma được cho là có diện mạo giống tỷ phú Elon Musk, nhưng nhiều khả năng cái tên Elon Ma không phải là tên thật của ngôi sao mạng xã hội đầy bí ẩn, bởi cách phát âm cái tên này trong tiếng Trung cũng gần giống như cách phát âm tên của tỷ phú Elon Musk. Elon Ma trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc trong khoảng 2 năm trở lại đây, kể từ năm ngoái, tỷ phú Elon Musk đã biết tới sự tồn tại của Elon Ma. Khi những clip của Elon Ma bắt đầu lan truyền trên mạng, Elon Musk đã từng hài hước bình luận trên tài khoản mạng xã hội rằng chẳng lẽ một phần trong tôi lại là người Trung Quốc? Trên mạng xã hội, Elon Ma thường gọi tỷ phú Elon Musk là người anh em của tôi.